Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Mô Tun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ đi review và khui hộp cái sản phẩm một cái mẫu billet đang hot nhất thị trường hiện nay. Đó là mẫu Sunvi có cái mã là S8. Và cái mẫu Sunvi này trước khi là mình làm cái video này là mình đã cung cấp cho rất nhiều các anh em đam mê về ánh sáng độ lên những cái chiếc xe máy cũng như là những cái chiếc xe hơi. Và được phản hồi của các bạn đó về những cái sản phẩm như thế này cực kỳ là tích cực. Với cái giá thành và chi phí bỏ ra đầu tư cho một cái cặp bóng như thế này, nó vô cùng là hợp lý và nó sẽ rẻ hơn là cái cường độ ánh sáng của cái bóng này đưa ra. Và cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào thì bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi và khui hộp cái sản phẩm của em nó, xem em nó sẽ là như thế nào, có đáng cái đồng tiền bát gạo để chúng ta đầu tư lên những cái chiếc xe hơi cũng như là những cái chiếc xe máy thân yêu của chúng ta, khi mà cái ánh sáng ở trên những cái bóng zin ở theo những cái chiếc xe đó mình đi lâu ngày cái ánh sáng nó sẽ tối giảm đi, mình cần có một cái giải pháp tăng sáng hiệu quả và giá thành lại hợp lý thì cái sản phẩm này nó sẽ đáp ứng được cho chúng ta đầy đủ những cái tiêu chí trên. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi vào xong. Rồi trước tiên đi vào cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhìn quanh một vòng cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có cái chữ Sunvi ở đây. Sunvi này là một tên một cái thương hiệu chuyên sản xuất các cái loại đèn led, đèn xe nông để cung cấp ra thị trường, và cái hãng này nó cũng có một cái tên tuổi cũng khá là nổi tiếng, và cái sản phẩm này là được nhập khẩu về Việt Nam và phân phối chính hãng. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy chữ là Sunvi Intelligent LED Projector. Rồi thì ở dưới này nó là cái chữ tiếng Trung thì mình không biết. Ở đây thì mình có nhìn thấy chữ là B-Lens, nó sẽ là cái sản phẩm B-Lens Lens. Và ở cái mặt hông này của chúng ta nó cũng ghi cái dòng chữ như ở trên thôi, và ở cái mặt hông bên này người ta sẽ in cái chữ Sunvi bên trên cái lớp màu vàng ở đây, nhìn khá là đẹp mắt. Và cái sản phẩm này người ta in một cái màu chủ đạo, nó chính là cái màu đen. Cái màu đen này là màu đen nhũ, nhìn rất là đẹp nhưng mà lại để lại dấu mồ hôi vân tay ở đây này. Cái hộp này mình thấy nhìn khá là sang trọng. Và cái mặt sau ở đây thì người ta cũng in một số các cái thông tin chủ yếu bằng tiếng Trung thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái mã QR code để check hàng xịn chính hãng anh em nhé. Đây là hàng xịn chính hãng. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm của em nó ra. Về cái thông tin bên ngoài của cái hộp này thì người ta không để cho chúng ta nhiều cái thông tin lắm. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khui hộp. Và khi khui hộp ra thì chúng ta sẽ có một cái lớp xốp ở đây khá là dày dặn. Và khi chúng ta nhấc cái lớp xốp này ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong một cái hộp này nó sẽ có sở hữu là hai bi. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi xem là cái phụ kiện kèm theo của những cái bi Sunvi S8 này nó gồm có những cái gì. Ở đây thì mình thấy có một cái túi, ở trong có khá là nhiều những cái pad. Để mình khui nó ra xem ở trong họ cho chúng ta những cái pad như thế nào. Đó, khi mà khui cái túi này ra thì chúng ta sẽ có một cái răng bằng cao su như thế này để chúng ta lắp vào pha. Và chúng ta có những cái chuẩn đuôi như thế này. Khi mà chúng ta lắp lên những cái chiếc xe của chúng ta, chúng ta sẽ lựa chọn những cái chuẩn đuôi sao cho nó phù hợp thì chúng ta sẽ gá vào. Đó, những cái chuẩn đuôi như thế này, đây là đuôi H4 này. Thì sau khi chúng ta đã lắp cái chuẩn đuôi nó vào thì chúng ta sẽ định vị bằng cái con ốc này. Thì những cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái chiếc bi mà gắn vào những cái pha mà dạng chân H4 hay là H1 hay là H7 vân vân. Rồi và bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi cái em bi ở đây. Và cái nhân vật chính của chúng ta là mình sẽ khai quật em nó lên. Đó, thì ở đây là chúng ta sẽ được sở hữu một cái em bi có size bi là 2,5 inch. Kích thước là 2,5 inch và một cái thân hình cực kỳ là nhỏ nhắn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi nói sơ qua cái điểm mạnh của cái em này. Lý do cái thân hình nó nhỏ nhắn như này thì chúng ta sẽ có thể là lắp được cho hầu hết tất cả các loại chóa đèn của ô tô cũng như là chiếc xe máy thân yêu chúng ta. Đó, đây là cái điểm mạnh của em nó. Và cái điểm mạnh thứ hai nữa là chúng ta sẽ gắn vào những cái chiếc pha mà có kích thước vừa mấy cái size 2,5 inch ở đây, thì chúng ta sẽ có cái phần thân gen ở phía đằng sau này, thì chúng ta sẽ bắt thẳng vào cái lỗ đèn khi mà chúng ta tháo cái bóng zin trên xe ra và chúng ta vặn ốc lại, nó sẽ giữ cố định như thế này. Cái điều này nó là một cái cải tiến đáng giá hơn so với lại những cái mẫu bi khác mà không có cái phần đuôi gen ở đây. Cái điều này sẽ giúp cho cái pha của chúng ta nó sẽ là zin bản, đó, nó không phải cắt khoét đục đẽo gì cả. Trong trường hợp là khi chúng ta lắp cái phần bi này để tăng sáng cho những cái chiếc xe thân yêu chúng ta, nếu như chúng ta có điều kiện hoặc là chúng ta nâng đời những cái chiếc xe cao cấp hơn, thì chúng ta có thể là tháo cái phần bi này ra, chỉ một cái thao tác là vặn cái phần gen ở đằng sau này ra là chúng ta sẽ nhấc cái phần bi này sang những cái chiếc xe khác, mà cái phần pha đó khi mà được lắp cái phần bi này vào mà tháo ra rồi nó vẫn được zin bản. Đó mới là cái điều mà cái bi này nó làm được và những cái bi khác nó không làm được. Rồi và tiếp theo là chúng ta sẽ đi xăm soi một vòng cái sản phẩm này. Và khi chúng ta xăm soi cái sản phẩm này thì mình sẽ khái quát qua các cái thông số trên lý thuyết của cái em bóng này.
Nhà sản xuất có thông báo với mình về cái bóng này, nó sẽ có công suất là 40 trên 45W. Đó, với một cái phần công suất cực kỳ là khiêm tốn so với lại những cái phần bi khác trên thị trường. Anh em thì thấy là cái công suất nó khá là ok, tiết kiệm điện năng, nhưng cái phần ánh sáng nó đưa ra nó ngang với lại những cái bóng có cùng công suất hoặc là lớn hơn đến 55W. Và cái phần ánh sáng khi mà ở cái bóng này nó phát ra, nó sẽ có giải màu là 6000 ánh sáng trắng sạch tinh tươm. Và cái công suất của cái bóng này nó sẽ đưa ra cái đầu bi đạt là 5800 lumen tại 20m. Có nghĩa là cái phần ánh sáng khi mà người ta đo đạt ở cái phần ánh sáng cách cái đầu bi này là những 20m, mà cái phần ánh sáng đó nó phát ra nó vẫn được là đạt 5800 lumen. Nên là ánh sáng nó cực kỳ là mạnh và gắt. Và anh em có thể thấy là cái phần bi này nó được sở hữu một cái lớp sơn đen nhám cực kỳ là chắc chắn và khỏe mạnh. Đó. Về cái phần thân sau này là người ta đúc bằng nhôm và được phay CNC. Thì anh em để thấy là những cái phần phay CNC này không có một cái chi tiết rèm thừa nào. Đó, nói đến một cái sản phẩm mà có chất lượng thì chúng ta phải quan sát xem là những cái chi tiết người ta gia công là có được sắc sảo hay không. Những cái phần chi tiết gia công này cực kỳ là sắc sảo như thế này thì chứng tỏ là cái sản phẩm này nó sẽ có những cái bàn tay trau chuốt và những cái phần máy móc công nghệ cao, nó sẽ làm ra được những cái sản phẩm tốt để chúng ta có thể sở hữu cho những cái chiếc xe thân yêu chúng ta. Và ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần pad làm khá là dày, anh em thể nhìn thấy cái phần pad khá là dày, mình thấy nó còn dày hơn so với cái kích thước của một cái trọng lượng của một cái bi này. Đó, cho nên là cái sản phẩm này mình thấy là khá là ok nếu như là chúng ta có thể là bắt vào những cái phần pha mà nó không có cái phần để chúng ta bắt gen ở đây mà chúng ta sẽ bắt thẳng vào pha đấy, thì cái phần này nó sẽ chịu lực cực kỳ là tốt. Và cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bầu nõn được mạ xi trắng phau ở đây, đó, rất là bóng, nhưng mà cái này nó sẽ để lại dấu vân tay thì khi chúng ta lắp lên xe thì chúng ta sẽ phải lau sạch sẽ đi. Cái phần này nó sẽ là đưa cái phần ánh sáng tối đa. Và anh em thể nhìn thấy là ở đây thì nó hơi khuất, thì anh em thể nhìn thấy là cái phần bầu nõn ở đây nó được chạy ra ôm hết đến tận đây. Cái điều này nó khác hẳn với những cái bi khác là họ chỉ làm phần một xíu ở đây và còn lại là cái phần ánh sáng nó hắt ra. Cái điều này nó sẽ đưa cho cái phần ánh sáng khi mà được phát tại chip LED tại ở cái vị trí này, và nó sẽ là đưa đến cái đầu bi một cách là tối đa nhất có thể. Nên là cái phần ánh sáng nó đưa đến cái đầu bi và nó xuống cái mặt đường, nó sẽ cao hơn nhiều so với lại những cái mẫu bi khác đó. Đây là cái điều đáng giá của cái phần bi này. Và cái mẫu này nó được thiết kế theo cái dạng mới thì nó sẽ khác hẳn với những cái sản phẩm trước đó là gì? Là cái phần thân bi ở chỗ cái phần pad ở đây, thì anh em thể nhìn thấy là cái phần pad này họ làm gần như là kín hết cái phần bi này. Cái điều này nó sẽ giúp cho cái phần ánh sáng nó được tích tụ tối đa vào cái phần đầu bi ở đây. Nó sẽ không bị tỏa phần ánh sáng sang xung quanh này, nó làm hao suy cái phần ánh sáng nó đi. Cho nên là cái phần ánh sáng của cái bi này nó có công suất khá là thấp, nhưng cái phần ánh sáng nó đưa ra nó ngang những cái bóng mà có công suất là từ 50 cho đến 55W. Đó. Và cái phần đầu bi ở đây nó chính là một cái phần tất yếu và một cái phần cực kỳ quan trọng. Anh em thể thấy là cái phần đầu bi này họ làm nó nhô khá là cao so với lại mặt bằng chung của những cái phần bi khác mà có cùng kích thước là 2,5 inch. Thì mình thấy là đây, cái sản phẩm này nó sẽ có một cái phần ánh sáng đưa ra cực kỳ là ok, đẹp, sắc mịn, là do cái phần bi này nó sẽ là quyết định chính đến cái phần ánh sáng của cái sản phẩm này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần quạt ở phía bên dưới này. Là cái phần quạt này được thiết kế là quạt thẳng vào cái phần nhôm để bắt vào cái chip LED, nó bắt thẳng vào đây. Đó, thì nó sẽ giúp cái phần chip LED nó mát hơn, thì cái phần ánh sáng nó sẽ được duy trì một cách tối đa. Và cái quạt này nó sở hữu một cái công nghệ là quạt lút LED không chổi than, nó sẽ tăng cái độ bền và cái độ êm cho cái quạt này. Đó, thì chúng ta bỏ một cái số tiền cũng không phải là cao, nhưng nhận được nhiều cái mà mình thấy khá là đáng giá. Và đặc biệt là cái đáng giá nhất của cái bóng này nó chính là cái phần ánh sáng. Và bây giờ là mình sẽ đi test cái phần ánh sáng của cái bóng này. Và ở cuối video ấy thì mình sẽ có một vài những cái hình ảnh và một vài những cái video mà mình đã gắn những cái chiếc bóng này lên trên những cái chiếc xe hơi. Và mình sẽ có cái video test cái phần ánh sáng của cái bi này trên những cái chiếc xe hơi đó. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý. Đây là cái mẫu Sun PS8 thì em sẽ test cho anh em coi. Đó, thì đây là toàn bộ cái phần thân bi. Ở cái đằng đuôi tay em cầm đây thì đang có cái phần gen. Thì em đang cầm vào thì cái phần gen này khi mà chúng ta lắp lên xe thì không phải đục đẽo, lắp như zin. Và đây sẽ là ánh sáng thực tế của cái phần chế độ cốt. Rồi thì em sẽ phải chỉnh đã. Đây là ánh sáng thực tế chế độ cốt. Và bây giờ em sẽ lên pha. Đó. Ánh sáng cực kỳ là mạnh và gắt. Em quay gần đây thì các bác có thể nhìn thấy cái đường cắt xanh lét luôn. Đó, cái đường cắt mà càng xanh như này thì chứng tỏ cái ánh sáng đưa xuống mặt đường càng gắt anh em nhé. Đó, thì các bác có thể thấy là cái đường cốt ánh sáng rất là mịn. Chế độ pha cực kỳ là mạnh. Đó, thì em để gần đây thì các bác thấy là chế độ pha rất là cao to.
đây là một bóng, nếu như chúng ta mà lắp hai bóng lên chiếc xe hơi thì cực kỳ là gắt. Đó, đường cắt rất là đẹp, chế độ cắt xích cực kỳ là nhanh. Đó thì hiện tại em đang quay ở ngoài tối này nên là chó nhà hàng xóm đang cắn. Đó, em xin phép tạm dừng video đây. Cách xa mình.